2020 là một năm đầy biến động với cả thế giới nói chung và cả thị trường ô tô Việt Nam nói riêng. Sự bùng nổ của đại dịch COVID-19 trong nửa đầu năm 2020 đã khiến sức mua các tháng liên tiếp giảm sút. Tuy nhiên, các hãng vẫn rất chăm chỉ đưa ra các mẫu xe mới, nhất là những dòng xe bình dân dễ mua. Hãy cùng xe hay điểm qua các mẫu ô tô giá rẻ nổi bật đã ra mắt người tiêu dùng Việt trong năm 2020. Mitsubishi Attra 2020 có giá bán từ 375 triệu tới 460 triệu đồng. Ra mắt vào tháng 3 năm 2020, Mitsubishi Attra thế hệ mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, được khách hàng khen ngợi là mẫu xe ngon trong tầm giá. Xe có ngoại hình sáng, ấn tượng và đầy trẻ trung nhờ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Bên cạnh đó, nội thất xe cũng được đánh giá là rộng rãi và nhiều tính năng, tiện nghi như chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, điều hòa tự động, màn hình giải trí 7 inch, ABS, EBD hay túi khí, v.v. Về hệ truyền động, Mitsubishi Attra sử dụng động cơ 1.2 lít Mivec kết hợp với hộp số CVT Invec 3 hoặc số sàn cho công suất 78 mã lực và lực mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Toyota Wigo 2020 có giá bán 352 triệu tới 384 triệu đồng. Thiết kế của Toyota Wigo 2020 gần như được giữ nguyên như cũ, ngoại trừ phần đầu xe có lưới tản nhiệt hình thang lớn hơn. Cặp đèn chiếu sáng được tái thiết kế sắc sảo và mạnh mẽ, hông xe nổi bật với những đường dập nổi được hạ thấp và kéo dài từ cản trước tới đuôi xe, cùng bộ mâm đúc 14 inch đa chấu mới. Tuy nhiên, tiện nghi nội thất và trang bị an toàn trên Wigo mới đều được nâng cấp. Các trang bị đáng chú ý gồm 2 túi khí, dây đai 3 điểm tại 5 vị trí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, camera lùi và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD. Toyota Wigo 2020 được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh 1.2 lít, sản sinh công suất 86 mã lực và lực mô-men xoắn 107 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tùy chọn tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp. Kia Morning hoàn toàn mới, có giá bán từ 439 triệu đồng. Trước mắt, Morning thế hệ mới chỉ được ra mắt tại Việt Nam với hai phiên bản cao cấp là GT Line và X Line. Trong đó, X Line vốn là phiên bản dành riêng cho thị trường châu Âu với thiết kế thể thao, phong cách phù hợp với các khách hàng nữ năng động. Mặt khác, phiên bản GT Line lại hướng tới các khách hàng yêu thích thời trang. Cả hai phiên bản GT Line và X Line đều sở hữu động cơ thế hệ mới được tinh chỉnh, cho ra hiệu suất tốt hơn, tiết kiệm nhiên liệu, dễ dàng sử dụng, linh hoạt trong môi trường đô thị. Kia Morning mới được bán ra với 8 tùy chọn màu sắc ngoại thất, nội thất 2 tông màu, khởi động nút bấm, điều hòa tự động, màn hình giải trí thiết kế nổi, hệ thống an toàn hàng đầu phân khúc với trang bị ABS, cân bằng điện tử ESP và khởi hành ngang dốc HAC. Hyundai Accent 2021 có giá bán từ 426 triệu tới 524 triệu đồng. So với phiên bản trước đó, Accent 2021 sở hữu dáng vẻ khỏe khoắn và thể thao hơn với lưới tản nhiệt hình thang ngược được cấu tạo từ khối hình học dạng mắt xích, tấm hướng gió được hạ thấp ở phần mui, thân xe với các chi tiết dập nổi cùng các đường dẫn khí động học. Hyundai Accent 2021 được trang bị hệ thống giải trí hỗ trợ Bluetooth, USB, MP4, radio, AUX với 6 loa cùng kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Đặc biệt, màn hình này có khả năng chia đôi nội dung hiển thị độc lập, tăng cường khả năng đa nhiệm. Hyundai Accent phiên bản nâng cấp 2021 vẫn được trang bị động cơ Kappa 1.4 lít MPI cho công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, cùng mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Đi kèm với đó là hai lựa chọn hộp số tự động 6 cấp Shiptronic và hộp số sàn 6 cấp. Honda City 2020 có giá bán 529 triệu tới 599 triệu đồng. Honda City 2020 là mẫu xe hạng B duy nhất trong danh sách này. Xe sở hữu thiết kế khỏe khoắn, năng động và sang trọng hơn, lấy cảm hứng chủ yếu từ đàn anh Accord. City RS 2020 bản cao cấp nhất được trang bị mâm xe 16 inch 5 chấu kép thể thao, vô lăng 3 chấu mới, màn hình giải trí kích thước 8 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống điều hòa tự động một vùng và có cửa gió điều hòa hàng ghế sau, gương chiếu hậu chống chói tự động, chìa khóa có chức năng khởi động xe từ xa, hệ thống đề nổ bằng nút bấm. Về chuyển động, Honda City 2020 sử dụng khối động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên đã được tinh chỉnh về sức mạnh, sản sinh công suất 119 mã lực và 145 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh này được truyền tới trục trước thông qua hộp số tự động CVT.